Hồi 97, đánh nước Ngụy, Võ Hầu hai lần dâng biểu, phá quân Tào, Khương Duy dùng mẹo hiến thư. Nói về năm Kiến Hưng nhà Thục thứ 6, mùa thu tháng 9, đô đốc nước Ngụy là Tào Hưu, bị Lục Tốn đánh phá ở Thạch Đình, nội bao nhiêu đồ quân tư khí giới bị mất sạch. Hưu sợ hãi, lo lắng thành bệnh, đến Lạc Dương, nhọt đầu vỡ ra rồi chết. Ngụy chủ Tào tướng sai đem hậu tán. Tư Mã Ý dẫn quân về, các tướng hỏi rằng, Tào đô đốc bại trận, tất cũng can hệ đến nguyên soái sao, lại vội vàng về ngay thế. Ý nói, ta tin rằng Gia Cát Lượng, nếu biết tin quân ta thua, tất thừa cơ lại cướp Trường An. Ta mà ở bên ấy, ví dụ Lũng Tây có việc gì khẩn cấp thì ai ra cứu được. Vì thế ta phải về ngay. Các tướng cho là nhát, tủm tỉm cười. Trở ra, Đông Ngô sai sứ vào Thục, xin cất quân sang đánh Ngụy và kể chuyện phá được Tào Hưu. Một là chủ ý khoe oai phong của mình, hai là thông việc hòa hiếu. Hậu chủ mừng lắm, sai người cầm thư đến Hán Trung, báo với Khổng Minh. Bấy giờ Khổng Minh quân mạnh, ngựa khỏe, lương thảo phong túc, đồ dùng đầy đủ. Vừa toan cất quân đi thì có thư của Đông Ngô đưa đến. Khổng Minh liền mở tiệc, hội hết các tướng lại bàn định. Bỗng đâu, một cơn gió to từ góc Tây Bắc nổi lên, lay đổ mất một cây thông cổ thụ ở giữa sân. Khổng Minh bấm một quẻ độn rồi nói, trận gió này báo điểm mất một đại tướng. Các tướng chưa tin. Đang uống rượu, chợt có tin báo hai con quan trấn nam tướng quân Triệu Vân là Triệu Thống và Triệu Quảng lại ra mắt thừa tướng. Khổng Minh giật mình quẳng chén rượu xuống đất mà rằng, Tử Long hỏng mất rồi. Hai con Tử Long vào lạy xuống đất khóc, thưa rằng, cha tôi canh ba đêm qua bệnh nặng qua đời rồi. Khổng Minh dẫm chân xuống đất khóc, mà than rằng, Tử Long mất đi, nhà nước tổn mất một cột cái, ta thì gãy một cánh tay rồi, trời hỡi trời. Các tướng đều cảm thương, ứa nước mắt. Khổng Minh sai hai con Triệu Tử Long vào thành đô chầu vua và báo tang. Hậu chủ nghe tin Triệu Vân mất, khóc ầm lên rằng, trẫm khi xưa còn nhỏ, không có Tử Long thì chết ở trong đám loạn quân đã lâu rồi. Liền giáng chiếu xuống truy tặng Triệu Vân làm đại tướng quân. Thuận Bình hầu sai rước linh cữu an táng tại mé đông núi Cẩm Bình ở thành đô, lập ra miếu đường, bốn mùa cúng tế. Có thơ rằng, Thường Sơn một hổ tướng, trí dũng sánh quan, trương, công thành sông Hán Thủy, tiến nổi trận Đương Dương đội phen phò ấu chúa, một bụng báo tiên vương. Sử sách ghi trung liệt, nghìn thu tỏa khói hương. Hậu chủ nhớ công Triệu Vân, phong Triệu Quảng làm nha môn tướng, cho ở nhà giữ phần mộ. Hai người lạy từ trở về. Chợt có cận thần tâu rằng, Gia Cát thừa tướng phân phát quân mã đâu đấy, nay mai sắp cất quân sang đánh Ngụy. Hậu chủ hỏi quần thần có nên đánh Ngụy không, nhiều người nói không nên. Hậu chủ hồ nghi chưa quyết. Chợt có Dương Nghi cầm giao biểu của Khổng Minh đến dân. Hậu chủ cho vào, Nghi dân biểu rằng, tiên đế lo cho nhà Thục Hán không thắng được, thì nghiệp vương chưa yên, nên ủy thác cho thần lo diệt giặc. Nhớ lời tiên đế lượng tài mình, thần đánh giặc là lấy yếu đánh mạnh. Nếu không đánh giặc thì nghiệp vương sẽ mất. Chỉ ngồi mà đợi mất ai sẽ cùng nhau ra đánh giặc. Đó là cớ mà tiên đế ủy thác cho thần mà không nghi ngại. Từ khi lĩnh mệnh ngày quên ăn, đêm quên ngủ thì chỉ nghĩ đến việc bắt chinh. Trước đưa quân lên phía nam cho đến tháng 5 đã qua sông Lư, đi vào đất cỏ mấy ngày mà nên công, thần không tiếc gì đến thân vậy. Vì nghiệp vương chưa lập được ở Thục này phải xông pha nguy hiểm để khỏi phụ lòng tiên đế. Nhiều người bàn kế mãi mà chưa thành. Này giặc vừa thua ở phía Tây, lại rối loạn ở phía Đông phép dùng binh là phải thừa cơ địch mỏi mệt mà đánh tới. Xin tâu trình hết mọi nhẽ. Xưa tiên đế sáng tựa mặt trời mặt trăng, mưu thần uyên bác thế mà phải vượt mọi sự hiểm yếu để dựng nghiệp, nguy rồi mới yên. Đây bệ chưa sánh tài cao đế, mưu thần không bằng lương, bình mà lại muốn lấy mẹo lớn thắng thù, ngồi trên cao mà yên định thiên hạ, đó là điều thứ nhất thần không hiểu nổi. Lưu Biểu, Vương Lãng mỗi người chiếm cứ một châu quận, bàn mưu tính kế xúc phạm đến các bậc thánh nhân, mọi người đem lòng nghi ngờ, trong đầu bực bội, đây không đánh giặc mai cũng chẳng cất quân, khiến cho tôn quyền ngày càng thêm mạnh sẽ chiếm Giang Đông, đó là điều thứ hai thần không hiểu nổi. Tào Tháo khôn ngoan lắm kế, hơn hẳn nhiều người, phép dùng binh thì giống Tôn Ngô mà vẫn bị khốn ở Nam Dương, bị hiểm ở Ô Sào, nguy ở Kỳ Liên, bị bức ở Lê Dương, mấy lần thua ở Bá Sơn, suýt chết ở Đông Quan, sao mới tạm định một thời vậy. Huống thần tài mọn, bệ hạ lại không muốn thần trải nguy nan mà định được thiên hạ.
Đó là điều thứ ba thần không hiểu nổi. Tào Tháo 5 lần đánh Xương Bá không được, 4 lần vượt Sào Hồ không thành, dùng Lý Phục mà Lý Phục nên công, dùng Hạ Hầu mà Hạ Hầu bại trận. Hiền đế thường khen Tháo là người giỏi vẫn có chỗ kém ấy. Huống thần tự thấy mình kém cỏi lẽ nào lại nắm chắc phần thắng. Đó là điều thứ tư thần không hiểu nổi. Từ khi thần tới Hán Trung khoảng trong một năm mà mất Triệu Vân, Dương Quân, Mã Ngọc, Diễm Chi, Đinh Lập, Bạch Thọ, Lưu Cáp, Đăng Đông, cùng hơn 70 tướng giữ đồn, mất những tướng giỏi như Tôn Du, Thanh Khương, lại mất hơn 1000 tướng Tân Kỵ Võ Kỵ, chỉ trong vài chục năm thôi. Đó là quân tướng tinh nhuệ thu thập từ bốn phương, chứ không phải một châu một quận, chỉ trong vài năm đã mất 2/3 vậy. Thế giờ sao có đủ sức phá địch? Đó là điều thứ năm thần không hiểu nổi. Này dân cùng quân kiệt mà công việc chưa thành thì phải chạy vây ngược hao tâm tốn trí. Thế mà không chịu sớm sớm lo liệu đi, muốn lấy cho được một châu để mưu đánh giặc lâu dài. Đó là điều thứ sáu thần không hiểu nổi. Phần điều khó bàn định nhất chính là việc ấy. Xưa tiên đế thua ở Sở, bấy giờ Tào Tháo trỏ tay nói rằng thiên hạ đã định. Về sau tiên đế liên minh với Ngô Việt ở phía đông, lấy Ba Thục ở phía tây, cất quân đánh lên phía bắc do Hạ Hầu Đôn làm tiên phong. Đó là lúc mẹo Tào Tháo bị phá, mà sự nghiệp Hán sắp thành. Về sau Đông Ngô trái lời giao hiếu, Quang Vũ thua trận, Tào Phi xưng đế. Phần những việc như thế tuy có thể là nghịch tà, thần cúc cung tận tụy xin dốc lòng đến chết mới thôi. Đến như thành bại, được mất chẳng phải do cái tài giỏi của thần có thể xoay ngược lại vậy. Hậu chủ xem xong mừng lắm, sai Khổng Minh cất quân đi. Khổng Minh vâng lệnh, cất 30 vạn tinh binh, sai Ngụy Diên tổng đốc tiền bộ tiên phong, đến thẳng cửa đường Trần Thương. Có mật thám báo về Lạc Dương, Tư Mã Ý Tâu với Ngụy chủ, hội cả văn võ lại bàn bạc. Đại tướng quân Tào Chân Tâu rằng, trước kia tôi giữ Lũng Tây, công ít tội nhiều, xiết bao sợ hãi. Nay tôi xin dẫn đại quân ra bắt Gia Cát Lượng. Tôi mới được một viên đại tướng, sử một đại đao 60 cân, cưỡi ngựa Thiên Lý, dương nổi cùng 2 tạ. Trong mình thường dắt 3 chùy lưu tinh, ném đâu tinh đấy, có sức khỏe muôn người không địch nổi. Người ấy ở làng Địch Đạo, xứ Lũng Tây, họ Vương tên Song, tự Tà Tử Toàn. Tôi xin cử người ấy làm tiên phong. Tuấn mừng lắm, mời Vương Song lên điện. Thấy Song mình dài 9 thước, mắt đen, con ngươi vàng, lưng gấu, mình hổ, Tuấn cười nói, trẫm được đại tướng này, còn lo gì nữa. Bèn ban cho áo gấm giáp vàng, phong làm Hổ Oai tướng quân, tiền bộ đại tiên phong, phong Tào Chân làm đô đốc. Tào Chân lĩnh mệnh, Tạ Ơn trở ra, dẫn 15 vạn quân cùng với Quách Hoài, Trương Cáp chia giữ các cửa ải. Quân Thục tiến đến Trần Thương, về báo Khổng Minh rằng cửa đường Trần Thương mới đắp một tòa thành, có đại tướng là Hát Chiêu trấn giữ thành Cao Hào sau, ngoài thành lại rào chông chà cẩn mật lắm. Ta nên bỏ đường này, đi qua lối hẻm đuối Thái Bạch ra Kỳ Sơn thì tiện hơn. Khổng Minh nói, ở về mặt chính bắc Trần Thương là Nhai Đình, có thành ấy thì mới tiến binh được. Bèn sai Ngụy Diên dẫn binh đến dưới thành, vây bốn mặt mà đánh. Diên đánh luôn mấy hôm, không sao chuyển được, vội nói với Khổng Minh. Khổng Minh nổi giận, toan chém Ngụy Diên. Cận Tường tiến lên thưa rằng, tôi bất tài, theo thừa tướng đã lâu, chưa lập được chút công nào. Nay sinh ra thành Trần Thương dụ cho Hát Chiêu lại hàng, không cần phải dùng đến một mảnh cung, một mũi tên. Các tướng nhìn xem ai, đó là Cận Tường. Khổng Minh hỏi, người có cách gì dụ được hắn? Tường thưa, Hát Chiêu với tôi cùng là người Lũng Tây, thổi nhỏ chơi với nhau thân lắm. Tôi đến đó đem đường lợi hại nói rõ cho hắn biết, tất nhiên hắn phải hàng. Khổng Minh cho Cận Tường đi dụ. Cận Tường tế ngựa đến dưới thành, gọi rằng, Hát Bá Đạo cố nhân, có Cận Tường lại chơi đây. Quân trên thành báo với Hát Chiêu. Chiêu sai mở cửa cho vào, rồi hỏi rằng, cố nhân đến đây có việc gì? Tường nói, tôi ở Tây Thục, làm chức tham tán quân cơ dưới trướng Khổng Minh được đãi ngang hành khách quý. Khổng Minh sai tôi đến ra mắt ông, có lời nói để ông xét. Chiêu sầm mặt, nói, Gia Cát Lượng là thù địch với nước ta. Ta thờ Ngụy, ngươi thờ Thục, mỗi người một chủ. Ngày xưa là anh em, nhưng bây giờ là thù địch, ngươi tất phải nói lắm, xin mời đi ngay cho. Cận Tường toan giải bày lợi hại thì Hát Chiêu đã trèo lên địch lâu rồi. Quân Ngụy dục giả Cận Tường lên ngựa, đuổi ra ngoài thành. Tường ngoảnh cổ lại, trông thấy Hát Chiêu đứng dựa trên bao lơn,
bèn kìm ngựa trở roi bảo rằng: Bá đạo hiền đệ, sao lại bạc tình lắm thế? Chiều nói phép tắc nước Ngụy, anh cũng biết đấy. Ta chịu ơn nước Ngụy, chỉ biết một chết là cùng. Anh chẳng phải nói làm gì cho lắm. Nên về ngay bảo Gia Cát Lượng đến đây mà đánh thành, ta có sợ gì đâu. Tường về nói với Khổng Minh rằng: Hát Chiêu không để cho tôi phân giải, đã gạt phát đi trước. Khổng Minh nói: Ngươi thử đi dụ lần nữa xem sao. Tường lại đến dưới thành mời Hát Chiêu ra gặp mặt. Chiêu lên địch lâu. Tường cưỡi ngựa đứng ngoài thành gọi to lên rằng: Bá đạo hiền đệ, hãy nghe ta một chút. Ngươi giữ một thành nhỏ này, địch sao đổi vài mươi vạn quân, không sớm liệu đi, về sau hối sao cho kịp. Vả lại không thuận với Đại Hán mà đi theo giặc Ngụy, sao không biết lẽ trời mà phân biệt trong đục thế ơi. Hát Chiêu nổi giận, dương cung đặt lên, trỏ vào cận tường mà rằng: Ta đã nói trước như thế rồi, ngươi không phải nói lôi thôi nữa, hãy đi cho mau, kẻo ta bắn chết uổng mạng bây giờ. Cận tường về thuật lại hết chuyện với Khổng Minh. Khổng Minh nổi giận, nói: Quân sất phu láo quá, khinh ta không phá nổi thành hay sao? Lập tức gọi thổ dân ra hỏi rằng: Trong thành Trần Thương này ước chừng có bao nhiêu quân mã? Người thưa rằng: Ước chừng 30.000 người. Khổng Minh cười nói: Tưởng bao nhiêu? Thứ một cái thành nhỏ này, cự sao nổi ta? Không được để quân cứu của nó đến kịp, ta nên hỏa tốc đánh ngay đi. Bèn sai quân sĩ dựng lên hàng trăm cái thang mây, mỗi cái thang vài ba người trèo lên, xung quanh dùng ván che đỡ. Quân sĩ cùng mang thang nhỏ chạc mềm, hễ nghe tiếng trống báo là kéo ùa lên mặt thành. Hát Chiêu ở trên địch lâu, thấy quân Khổng Minh bắt thang bốn mặt, lập tức sai 3.000 quân cầm sẵn tên lửa, dàn ra bốn bên, đợi thang bắt vào gần thành thì nhất tế bắn tên lửa xuống. Khổng Minh nổi hiệu trống, cho quân reo kéo lên mặt thành, không ngờ bị tên lửa bắn ra, cháy sạch cả thang, quân sĩ bị chết bỏng, tên đạn trên thành lại bắn xuống như mưa, quân thuộc phải lui cả. Khổng Minh càng tức giận, nói: Mày đốt thang mây của tao, tao dùng phép xung xa, xem mày làm thế nào. Liền suốt đêm sai quân sắp sửa xung xa. Sáng ngày, sai đánh trống hò reo, bốn mặt trèo lên xe mà truyền vào thành. Hát Chiêu vội vàng sai quân vận đá đến, rồi đục lỗ thủng luồng dây sắn buộc vào, quăng xuống đạp xe. Xe vỡ tan tành, quân thục không sao vào được. Khổng Minh sai quân đổ đất lấp hào, rồi sai Liêu Hóa dẫn 3.000 quân mang thủng cuốc, ban đêm đào hầm dưới đất, trong thành để chặn lại. Hai bên đêm ngày đánh nhau, hơn 20 ngày, quân thục không làm thế nào phá được thành. Khổng Minh trong bụng buồn rầu. Chợt có tin báo cứu của Ngụy đã đến, đại tướng là Vương Song. Khổng Minh hỏi: Có ai dám ra địch Vương Song chăng? Ngụy Diên xin đi. Người là tiên phong đại tướng, chưa nên đi vội. Có ai dám đi nữa không? Tỳ tướng Tạ Hùng xin đi. Khổng Minh cấp cho 3.000 quân. Khổng Minh hỏi: Có ai dám đi nữa không? Tỳ tướng Cung Khởi Dạ xin đi. Khổng Minh cũng cấp cho 3.000 quân. Khổng Minh sợ Hát Chiêu ở trong thành kéo quân xông ra, mới rút quân lui về 20 dặm hạ trại. Tạ Hùng dẫn quân đi trước, ùa gặp Vương Song đánh nhau chưa được ba hiệp, bị Song chém chết. Quân thục thua chạy Song đuổi theo. Cùng Khởi tiếp vào đánh, mới được vài hiệp, lại bị chém đốt. Quân thua về báo với Khổng Minh. Khổng Minh giật mình kiếp sai Liêu Hóa, Vương Bình, Trương Ngực ba người ra cự chiến. Ba người dàn trận, Vương Song ra giao phong với Trương Ngực, được vài hiệp chưa phân thắng phụ, Song giả thua chạy, Ngực sấn vào đuổi. Vương Bình biết Trương Ngực bị lừa, gọi to lên rằng: Đừng đuổi theo nữa. Trương Ngực vội vàng quay ngựa về thì đã bị Vương Song quăng một chùy lưu tinh đến, tinh vào sau lưng. Ngực nằm rạp xuống yên ngựa mà chạy. Vương Song đuổi theo. Vương Bình, Liêu Hóa đổ ra chặn lại, cứu được Trương Ngực. Vương Song thúc quân đánh rác một trận, quân thuộc tổn hại rất nhiều. Trương Ngực về đến trại, thổ ra vài đấu huyết. Ngực nói với Khổng Minh rằng: Vương Song khỏe lắm, không sao địch nổi, nay đã dẫn 20.000 quân cắm trại ở ngoại thành Trần Thương, bốn mặt gỗ nhọn rào kín, lại đắp 2 lần thành lũy, sẽ rảnh đào hào, giữ gìn cẩn mật lắm. Khổng Minh thấy thiệt mất 2 tướng mà Trương Ngực thì bị thương, mới gọi Khương Duy lại hỏi rằng: Cửa đường Trần Thương không đi lọt được, người có mẹo gì không? Duy thưa rằng: Ở Trần Thương này, thành trì kiên cố, Hát Chiêu phòng giữ cẩn mật, lại có Vương Song giúp sức thêm, khó lòng lấy được. Không bằng sai một đại tướng giữa núi men sông cắm trại mà giữ cho vững, lại sai tướng giỏi giữ đường hiểm yếu để phòng mặt Nha Đình. Thừa tướng thì dẫn đại quân ra thẳng Kỳ Sơn,
tôi xin dùng một mẹo này chắc bắt được Tào Chân. Khổng Minh nghe lời, sai Vương Bình, Lý Khôi dẫn hai toán quân giữ đường nhỏ Nhai Đình, sai Ngụy Diên giữ cửa Trần Thương, lại sai Mã Đại làm tiên phong, Quang Hưng, Trương Bạo làm tiền hậu cứu ứng, đi lẻn đường nhỏ kéo ra Kỳ Sơn. Tào Chân nghĩ lần trước bị Tư Mã Ý cướp mất công lao, chuyến này Chân định hưởng công một mình, bèn sai Quách Hoài, Tôn Lễ chia ra giữ các mặt đông tây. Nghe tin ở Trần Thương cáp cấp, Chân đã sai Vương Song đi cứu rồi. Về sau lại biết Vương Song chém được tướng Thục, Chân mừng lắm, bèn sai đại tướng Phí Diệu Quyền giết tiền bộ tổng đốc Thứ Sĩ, chia nhau ra giữ các cửa ải. Một hôm, quân Tuần Tiểu bắt được một tên do thám đưa đến. Chân sai Diệu vào hỏi. Tên ấy quỳ dưới trướng bẩm rằng, tôi không phải là người do thám, có việc cơ mật lại bẩm với đô đốc đây thôi, lỡ bị quân Tuần Phòng bắt được. Xin đô đốc hãy cho tả hữu lui ra ngoài, tôi xin thưa chuyện. Tào Chân sai cởi trói cho y, rồi đuổi tả hữu ra, hỏi rằng, mày có việc cơ mật gì? Tên ấy bẩm, tôi là người tâm phúc của Khương Bá Ước, bản quan tôi sai đem mật thư đến đây dâng đô đốc. Chân hỏi, thư đâu? Tên ấy thò vào túi lấy thư trình lên. Chân mở ra xem, thư rằng tôi tướng Khương Duy Trâm Lạy, xin trình dưới cờ đại đô đốc được hay. Duy nghĩ rằng, nhà Duy đời đời ăn lọc nhà Ngụy, không đáng được giữ ngoài biên thành, đội ơn dày ấy, biết bao giờ đền báo cho xiết. Trước kia lỡ mắt phải mẹo Gia Cát Lượng, hãm vào chốn non cùng núi thẳm, nghĩ đến nước cũ bao giờ cho quên. Lê Quân Thục ra đây, Gia Cát Lượng tin cậy Duy lắm. Đô đốc mang đại quân đến, nếu gặp giặc thì nên giả thua lui về. Duy ở mặt sau nổi lửa làm hiệu, trước hết đốt lương thảo của Thục, rồi đô đốc sẽ dẫn đại quân ập mà đánh, chắc bắt sống được Gia Cát Lượng. Duy không phải là dám lập công cán gì đâu, thực chỉ muốn cái tội trước mà thôi. Nếu đô đốc soi xét đến, xin trả lời cho biết. Tào Chân xem xong, mừng nói rằng, trời cho ta thành công chuyến này. Liền trọng thưởng cho người mang thư, sai về nói lại với Khương Duy, y hẹn hội họp. Rồi gọi Phí Diệu đến bàn bạc rằng, nay Khương Duy mật sai người đến dâng hàng thư, bày cho ta những kế như trong thư này, ngươi nghĩ thế nào? Diệu nói, Gia Cát Lượng lắm mưu, Khương Duy nhiều trí, hoặc giả Gia Cát Lượng sai hắn làm ra kế ấy, trông có mưu lừa dối gì chăng? Chân nói, hắn nguyên là người Ngụy, bất đắc dĩ phải hàng Thục, còn ngờ vực gì nữa. Diệu nói, đô đốc chớ nên đi vội, hãy giữ kỹ lấy trại nhà. Tôi xin dẫn một toán quân tiếp ứng cho Khương Duy. Nếu thành công, xin nhường cả về đô đốc, nhược bằng có mưu gian gì, tôi xin chịu một mình. Chân mừng lắm, sai Phí Diệu dẫn 50,000 binh, kéo ra hang Tà Cốc. Diệu đi 2 ngày, đóng quân lại, sai người đi dò thám xem sao. Thám tử về báo có quân Thục kéo đến. Diệu vội tiến binh lên. Chưa kịp đánh nhau thì quân Thục đã lui rồi. Diệu dẫn quân đuổi theo. Quân Thục lại quay đến. Quân Ngụy sắp dàn trận đánh, quân Thục lại lui. Cứ thế lại nhai mãi đến ngày hôm sau. Quân Ngụy một đêm một ngày không dám nghỉ chút nào, chỉ sợ quân Thục bất ngờ xông đến. Bấy giờ trời đã gần tối, quân Ngụy sắp sửa thổi cơm ăn. Bỗng đâu bốn mặt tiếng reo ầm ầm, còi trống ngang tay, quân Thục kéo đến đầy ngàn man giả. Khổng Minh ngồi chỉnh chệnh trên xe, cho tướng Ngụy ra nói chuyện. Phí Diệu trông thấy Khổng Minh, trong bụng đã mừng, dặn tả hữu rằng, nếu bằng quân Thục ập đến, thì quân ta hãy lui về, khi nào thấy có lửa bốc lên mé sau núi, sẽ lại thúc vào tiếp ứng. Nói đoạn, tế ngựa ra trận, gọi to lên rằng, tướng đã bị thua lần trước kia, nay sao dám đến đây? Khổng Minh nói, ngươi bảo Tào Chân ra đây nói chuyện. Diệu nói, Tào đô đốc là cành vàng lá ngọc, lại thèm nói chuyện với ngươi à? Khổng Minh nổi giận, cầm quạt lông vẫy một cái, tả có Mã Đại, hữu có Trương Ngực, hai bên xông ra. Quân Ngụy lui về. Đi được 30 dặm, trông thấy mé sau lưng quân Thục có ngọn lửa cháy, và nghe tiếng reo ầm ầm. Diệu tưởng là hiệu lửa của Khương Duy, mới quay quân đánh quật lại. Quân Thục thấy quân Ngụy kéo đến, khi gần đến chỗ lửa sáng thì có Quang Hưng, Trương Bào từ ở trong đường núi kéo quân đánh ra, trên núi tên đạn ném xuống rào rào. Phí Diệu biết là mắc mẹo, vội vàng rút quân về. Quang Hưng dẫn quân đuổi theo, quân Ngụy giày xéo lẫn nhau, xa xuống khe chết hại rất nhiều. Diệu chạy thoát được. Diệu đang chạy lại gặp phải Khương Duy đánh chặn ngang đường. Diệu mắng rằng, quân phản tặc vô tính kia, tao chẳng may lỡ mắt phải gian kế của mày. Duy cười nói,
tao muốn bắt Tào Chân, lâm tóm phải mày đấy thôi, xuống ngựa mà chịu trói đi cho mau. Diệu Quốc ngựa tháo đường chạy rẽ vào trong hang núi, bỗng lại thấy cửa hang lửa sáng rực, mà sau lưng thì quân đuổi theo đã sắp đến. Diệu biết thân không thoát nào, liền rút gươm tự vẫn. Còn quân sĩ xin hàng cả. Khổng Minh luôn đêm hôm ấy đem quân lại Kỳ Sơn hạ trại, thu thập quân mã, trọng thưởng cho Khương Duy. Duy nói, tôi tiếc không giết được Tào Chân. Khổng Minh cũng nói, tiếc thay, dùng mẹo to mà chỉ thành công được nhỏ. Tào Chân nghe tin chết mất Phí Diệu phàn nàn không biết lần nào, bèn bàn nhau với Quách Hoài tìm kế phá giặc. Tôn Lễ, Tân Tỷ Dân biểu tâu với Ngụy Chủ rằng quân Thục lại ra Kỳ Sơn, Tào Chân hao binh tổn tướng. Tào Tuấn cả kinh, mời Tư Mã Ý vào hỏi kế. Ý tâu rằng, tôi đã có mẹo phá được Gia Cát Lượng, không cần phải dùng đến quân Ngụy khoe khoang tài cán gì, mà quân Thục tự nhiên phải chạy. Ấy là đành nhẽ Tử Đan không mẹo giỏi, còn nhờ Trọng Đạt có mưu hay. Chưa biết mưu mẹo ra làm sao, xem hồi sau phân giải.